sách đầu dục ra ngoài, còn ai mà vô đó kiếm là sách đầu dục ra ngoài. Anh ấy còn đông đúng không? Cứ làm ăn tầm bậy tầm bạ gì không có nên. Hồi nãy mấy bạn đi vô tới chỗ đó rồi đó chị. Ví dụ lỡ người nhà người ta lợi đây rồi mình nghĩ như thế nào? Vô cha mẹ người ta kiếm vậy giờ thì nghĩ như thế. Chị là người dân nữa mà còn nghe đi kiếm còn nghe đau lòng, chẳng lẽ vô đây ông lột tài ba ông lầy? Nghe lời bà nói xàm đi kiếm tầm bậy tầm bạ. À chị, ai nghe lời xàm đi kiếm bậy bạ chị? Nãy có ai không? Thì ai đi kiếm thì tự biết thì tự biết thôi, thì chị cứ nói vậy thôi, rút kinh nghiệm lần sau. Bây giờ ai cũng đi kiếm á. Rút kinh nghiệm lần sau không phải là chị nói cái gì, cái đó tên chung chung. Ví dụ ai mất cái gì cũng cần biết, nếu mà lại đây nói dứt khoát mình không có nên đi kiếm vòng vòng ở đây. Dạ đúng rồi. Tại vì một của cậu mình phải giữ cho cậu yên tĩnh chút xíu đã, nó đã lộn xộn rồi. Ai thương cậu cho đừng có tùm lum tà la vậy, không có nên, cái đó là không có nên. Thiệt tình cái đó chị nói thiệt mà. Dạ đó là em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị nói quá đúng luôn chị ơi, chị nói quá đúng luôn, quá đúng. Đúng rồi, cái nào nói đúng thì mình công nhận là đúng đó. Cái đó sai đi, có nhiều cái làm ơn mắc quán á. Không, chị nói tôi không có làm ơn gì mà tầm bậy tầm bạ gì hết trơn. Thí dụ ngoài đường thiếu gì xong đi kiếm, sao đi vô đó kiếm? Chị không đồng ý, chị không chịu. Anh em của nhau thì tìm chiếc nhẫn 5 chỉ cho cô đi. Cô nào? Cô mới vừa mất là vô cầu nguyện cậu kìa. Rớt ở đâu? Người ta rớt chứ. Tóm lại là ba đi từ nhà lên đây ba không biết rớt ở đâu. Người ta mất thôi chứ tôi không biết. Bây giờ nè, ai mà lỡ nhận được thì trả lại cho chủ. Tôi xin là cậu tạ 2 chỉ. Đó, rồi sao mà vậy đi? Còn không trả thì có được 5 chỉ hả? Thì bây giờ mất 5 chỉ bây giờ là giống như cưa đôi. Khi cô đến đây cưa đôi là cô mất 2 chỉ thôi, không còn 3 chỉ. Ủa cái nhẫn mình đâu rồi? Điên lên, điên lên. Rồi ơi, hai vợ chồng khóc nức nở luôn, cả cô vợ đi vô trong mộ. À, khóc thương quỳ cầu xin cậu là nhưng mà anh tin không? Khóc vậy không? Anh phải khóc vậy. Phải. Cô khóc thì không có cô ơi. Anh tin không anh? Theo anh tin không? Tôi là tôi không tin. Tại vì còn tôi cái việc á có hay không thì mình chưa xác minh thiệt, nhưng mà nghe cái câu chuyện đó thì một điều á, cái phần tin đối với mình thì nó rất là thấp. Đúng rồi, tại chứ những năm chỉ nó nặng lắm. Tay nữa. Nó không phải như là tất nhiên khi đeo là nó bó lại, cho nên cái việc mà ấy ra nó rất là khó. Đôi khi mình thấy mình đeo không, mình vuốt xà bông, đôi khi còn chưa ra mà. Mà nó nặng á, ví dụ như vừa mất cái là mình nghe tay mình nhẹ đúng rồi, là mình nghe có cảm giác liền. Tại vì bàn tay mình nó có cái nhạy cảm lắm, mình biết liền ha. Tóm lại là ông chưa vô đây. À, đứng đây, đi vô. Chưa vô mà không nói còn 5 nữa. Em đứng bởi vậy, nếu mà nói về cái vấn đề này thì mình cũng mong sao cái theo, nào nó phải theo như anh nghĩ có thể đây là cái thứ âm mưu. Đúng rồi, cũng như là để cái sự tai tiếng, để cái vấn đề cho cộng đồng dư luận người ta có những cái đồn thổi đồ này kia không gây. Giống như là để đuổi YouTube đi đó. Đúng rồi. Có nghĩa là ông mới tới kia ông chưa vô nhà vô mà. Ông đứng ngoài đường quá. Ông chỉ cửa mưa ra ông mới biết là mắc. Không, nếu chỗ đó chưa có chân dương chân ngọt mắc được ta. Thì bởi chỉ là quá là vô lý. Nhắn mà thường thường đeo tay không giờ mắc cái nhất giờ là mình chỉ nói cô chú anh chị như mấy anh em đang đây nè. Bây giờ mình đeo một chiếc nhẫn thì tất nhiên nó phải vừa ngón tay của mình. Rất có khả năng là nó vừa khít luôn. Đôi khi thì cô chú anh chị có đeo sẽ biết. Đôi khi mình muốn tháo nó ra rất là khó. Biết cái gì không? Không chi mà tự nhiên mình đeo vậy nó mắc mình không hay. Cho nên đây là mình đặt ra một giả thuyết có khả năng nó là một cái thiết âm mưu để tạo ra một cái điều gì đó để gây sự tai tiếng nhằm để nghĩ rằng là trên đây có vấn đề này đề kia đó, để cho cái việc mà mấy anh em ở đây cập nhật tin là sẽ bị hạn chế lại. Đúng rồi, nó cũng là có một vấn đề vậy. Giống như là một tóm lại là ông vừa mới ra cái đuổi khéo á, phương pháp đuổi khéo ra ông là mắc chứ đúng không? Chứ ví dụ mình mắc về vấn đề như bóp hàng này này kia mình có khả năng á, chứ chú này là nó mắc chiếc nhẫn là mình thấy vô lý, cực kỳ vô lý. Trong khi là chú táo là chưa có tới mộ nữa, chứ ngoài kia đây nè, tôi là người thấy chú đó đầu tiên đây nè. Ông la một ổng chở bà vô, ông vừa thả bà đi cái bà đi này nè, thắng cái bóng bay lên liền. Xong cái ổng có la một cái, ổng la lớn lắm, mình tưởng đâu gì mình quay lại là ổng mắc bà ra, mắc cái cô đó ra. Thì ra ngoài là mình nghe nói xù xì cái gì đó thì không biết, tí xíu là mình mới lại nghe là nói là mắc vàng.
Vậy là mình cũng nói thì nghe câu chuyện em kể thì mình nói cho cô với anh chị như đang xem có theo dõi á, thì cũng hiểu rằng là cái câu chuyện này là nó xảy ra ở đâu chứ không phải ở khu vực mộ của nhưng mà tới đây thì phát hiện à, để mất công mà mang tiếng rồi nói là tới đây hấp hương rồi xảy ra cái chuyện mất mát này kia rồi đâm ra từ cái chỗ đó dư luận người ta cho rằng là ở trong đây có những người thế này thế kia là ảnh hưởng tai tiếng cho cái chú cộng năm nữa, ảnh hưởng cho mấy anh em đây mới đi kia thắng xe lại à chưa kịp rút xe đâu đó ông cho nên giờ em phán quyết đây là một cái thiết âm mưu thôi chứ không có mình chỉ nói đơn giản thôi, chiếc nhẫn đeo vô tay mắt là sẽ biết tay mình rất là có cảm giác rất là nhạy cảm thiệt, đôi khi anh đeo chiếc nhẫn tháo ra tự mình tháo ra nó còn cực nữa. Đang chạy xe trên anh bấm cái tay là gì đúng rồi sao mà nó bởi vậy đưa cái câu chuyện anh nó hay nó vô lý á, nếu mà nó mất thì cũng phải chịu chứ sao giờ nghe quá hy hữu ơi ai được ngặt cái chú không chồng không vấn chú nói mấy câu chú bỏ đi liền chủ yếu là để muốn kiểu có một cái âm mưu gì không phản ứng chú nói gì chỉ lợi nói là mất nhẫn vậy thôi cái nói là tới định tới đây hấp hương gì đó rồi xong mất nhẫn quay xe đi rột vậy đó. Vậy là chắc là mất ở đâu đó cái nếu mà chưa vô đây một là mất ở đâu đó hai là cái thứ âm mưu phà không đi phà mà đi phà cho nên thì mà cái nguồn tin này cô chú anh chị nghe cũng hiểu ha chứ để mất công mà tai tiếng cho mấy anh em cũng khổ nữa còn năm nữa nghe mộ cậu nữa trong khi đó đã đang câu chuyện gia đình đang lùm xùm rồi giờ thêm cái vấn đề trên mộ cậu nữa nó lại thêm một gánh nặng nữa cho khán giả cộng đồng bị hoang mang đủ các kiểu đó, đó thì qua cái lời chia sẻ của đó. Mình à, trình bày gửi đến cô chú anh chị như vậy ha đúng rồi lợi đang nó xàm sách đầu dục ra ngoài còn ai mà vô đó kiếm là sách đầu dục ra ngoài anh cộng đồng đúng không cứ làm đang còn bậy tầm bạ gì không có nên hồi nãy mấy bạn đi vô tới chỗ đó rồi đó chị lỡ người nhà người ta lợi đây rồi mình nghĩ như thế nào vô cha mẹ người ta kiếm vậy giờ mình nghĩ như thế chị là người dân nè mà còn nghe đi kiếm còn nghe đau lòng á chẳng lẽ vô đây ông lột tài ba ông lầy nghe lời bà nói xàm đi kiếm tầm bậy tầm bạ à chị ai nghe lời xàm đi kiếm bậy bạ chị nãy có ai không thì ai đi kiếm thì tự biết thôi thì tự biết thôi thì chị chỉ nói vậy thôi rút kinh nghiệm làm sao bây giờ ai đi kiếm rút kinh nghiệm làm sao không phải là chị nói cái gì cái đó tên là chung chung ví dụ ai mắc cái gì cũng cần biết nếu mà lại đây nói dứt khoát mình không có nên đi kiếm vòng vòng ở đây dạ đúng rồi tại vì mộ của cậu mình phải giữ cho cậu yên tĩnh chút dạ, xíu đã rồi. Nó đã lộn xộn dạ, rồi thương cậu chân đừng có tùm lum tà la vậy không có nên cái đó là không có nên thiệt tình cái đó chị nói thiệt mà dạ đó là rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều luôn chị nói quá đúng luôn chị ơi chị nói quá đúng luôn quá đúng đúng rồi cái nào nói đúng thì mình công nhận là đúng đó bà đâu cái đó có nhiều khi làm ơn mắc quán á không chị nói tôi không có làm ơn gì mà tầm bậy tầm bạ gì hết trơn thí dụ ngoài đường thiếu gì sao đi kiếm sao đi vô đó kiếm chị không đồng ý chị không chịu dạ với lại kiếm ở đâu cũng được đó ngoài cái chỗ này thôi vô đó kiếm tầm bậy tầm bạ nãy mà hồi xuống em bơi ngay chỗ cái mấy cái ao này luôn á em kiếm luôn á chị thằng trần là cái gì cần đi kiếm cho chị mất cái trần nói đạo kìa mất cái nhận năm á chị vàng luôn vậy là bây giờ rốt cuộc là cái bà đó là bà giả tạo hay cái gì ta giả tạo không giả tạo đúng không có thể. Giả tạo là lúc hồi nãy giờ anh đi kiếm giùm mà anh đi gửi luôn đấy ông làm ơn mất quá mọi người ơi có khi quan quá quan quá mất thiệt mà bắt đâu người kia không mất ngoài ngoài đường á chứ đâu mà thấy mặt của bà cũng thực tình mà ổng cũng thực tình nữa mà ổng rất là gấp gáp nha ổng mới sợ ổng vừa thắng xe lại ổng cửa mưa ra ổng mới phát hiện mất chiếc nhẫn mất rồi là ổng mất ở đâu á bắt đầu mất lấy xe lại nè đây xe trước á ấy là chú có mất nhưng mà không phải mất ở đây thôi đúng rồi, đúng rồi. Đó gì đó thấy ông có mất thiệt thấy không đâu phải là ổng là không mất đâu có mất thiệt nhưng mà đừng nói ra cô á cô vô mộ đúng không cô cầu xin thấy không chuyện nó đã xảy ra đâu rồi hai người đó mới vô tới đây đúng không thôi mọi người ơi bây giờ ai mất được thì trả lại cho cô đi thì bây giờ thì cô hỏi à chị mình lấy 4 chỉ á cô lấy mình là 4 chỉ đi nói cái câu chú nói là có qua mà bây giờ chạy kịp nhà đi kiếm nha phải là tiền đứng lại thì ông đó nhà cô chú anh chị nào mà quán chị thì nãy giờ thì mưa ở đây rất là lớn
và có một cái chuyện rất rất là động trời của anh chị. Có hai cái cô chú đâu mà ở ngoài đường, đi đâu không biết, đeo vô tới đây, tới ở ngoài ngoài đường ngoài chưa vô tới mộ của cô Năm đó thì đã hô toán lên là mất chiếc nhẫn năm chỉ, mất chiếc nhẫn năm chỉ và đi la làng lớn lắm. Xong cái là quất ra đây, quất ra ngoài đó đó, xong cái em cũng rỉ có sao, em tưởng đâu là chú không cho là vô thắp hương cho chú Du Linh, cái chú đó không cho vô mộ của chú thắp hương hay sao á, để sao mình để sao thấy xì xầm ngoài đây hoài. Cái hồi cái mấy anh ra đó, anh ra là anh tưởng đâu là mắc cái gì khóa không à, cái lúc mà nói nhỏ nhỏ đó thì mình em không biết nó cái gì đó, nhưng mà em thấy là cái đi vô với là đi ra là trong quá trình là chú kêu mới vừa dừng lại là cái cô đi vô tới đó rồi xong rồi chú kêu ra chưa thắp hương nữa. Đúng rồi, tóm lại con nếu có rớt rớt cái này đúng, đúng là vú lộ chú có rớt đây á, đầu á tới đây à, con mắt ở đây, nếu có rớt thì rớt tới đây rồi cũng không có rớt không một thằng nha, nói chung là cũng không rớt đây luôn á, em nghĩ là rớt đâu luôn á, nếu rớt đây con rớt thì rớt bên kia chưa vô địa phận của một cậu nha, quán có đường cái nha, nói công là cậu năm lắm đã nhiều chuyện rồi, bây giờ cũng đẹp theo cái này nữa hả. Hò quá trời hò luôn. Lo nghe nhỉ. Lo hả? Là cái gì đây? Cái gì vậy chứ phải lo đâu. Đồ gì á? Qua khán giả đến đem đến cái gì đây không chú chị ạ? Thắp hương, thắp hương. Thắp hương nha. Thắp hương cậu Năm. Bây giờ em xin phép dừng clip em nha cậu chú. Đừng có ép clip là không cho vô luôn đó anh ơi. Thì không cho vô nữa đó. Quá trời. Quý chú chị ạ. Thì tự luôn ở đây. Các bác chị thì nãy giờ vừa rồi cũng đã dài rồi, em xin kết thúc vừa rồi. Thì có những thông tin nào mới sẽ cập nhật liên tục gửi đến các bác chị mình cùng xem nhé. Chúc các bác chị một buổi chiều thật vui vẻ và an lành bên gia đình ạ.